Tướng Tô thông minh, thả chim dễ dàng, rồi vất vả truy bắt. Nếu căn cứ vào thành tích thì rõ ràng ông Tô Lâm, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam là người hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của Đảng giao. Chưa có bộ trưởng nào lại đích thân sang tận châu Âu để mà bắt cóc người đưa về cho ông Tổng Bí Thư để thanh trừng đối thủ lớn. Tuy nhiên, bên cạnh chiến công oanh liệt ấy thì ông Tô cũng mang về cho Việt Nam một hệ lụy rất lớn trong quan hệ ngoại giao với Đức và quốc tế. Người mà trung thành với cấp trên vô điều kiện thì người đời gọi là ngu trung. Người mà biết can gián cấp trên làm điều đúng thì mới là trung thành đúng nghĩa. Ông Tô Lâm bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp luật pháp của nước Đức, cho lính thực hiện vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh theo yêu cầu của cấp trên là trung thành mà thiếu trí tuệ. Nếu là thời phong kiến, ông bị liệt vào loại người ngu trùng, tức trung thành ngay cả với điều sai trái. Việc bắt bà Nhàn có thể là nhiệm vụ bất khả thi của ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm trèo đến chức Bộ trưởng Bộ Công an và là Ủy viên Bộ Chính trị thì ông cũng phải có ưu điểm nào đấy. Tuy nhiên, có người nhận xét, thật ra khuyết điểm của ông Tô Lâm cũng chính là ưu điểm của ông, bởi chế độ này cần những con người ngu chung chứ không cần những người có trí tuệ, nên ông Tô Lâm được thời. Ông Tổng Bí Thư cần những người như vậy để sai đầu đánh đó, có như thế mới dẹp được nhiều đối thủ. Việc bất chấp luật pháp quốc tế và luật pháp nước sở tại để bắt cóc người đối với người đứng đầu Đảng là công lao, không phải là tội đổ. Một tướng giỏi thì khi ra điều tra bất kỳ ai, người đấy cũng không hề hay biết. Còn khi vừa mới bắt tay vào điều tra, đã để cho chính người bị điều tra nắm được thông tin mà cao chạy xa bay, thì đấy là tướng dở, chứ không phải là tướng giỏi gì cho cam. Làm tốt công tác bảo mật thì thông tin, thì việc bắt tội phạm dễ hơn rất nhiều. Làm tốt bảo mật thì người bị điều tra luôn trong tầm tay, còn không làm tốt thì có thể người điều tra đã bị trốn thoát mất, thì dù có đổ công đổ sức ra gấp trăm lần cũng chưa chắc tóm được. Có vẻ như ông Tô Lâm không hề rút ra được bài học nào từ những lần để cho người bị điều tra nắm thông tin rồi trốn thoát mất. Ông Tô Lâm để cho 7 con chim sổ lồng rồi lại vất vả truy bắt. Chưa có thời Bộ trưởng Công an nào mà lại để đối tượng trốn thoát nhiều như thời ông Tô Lâm. Trịnh Xuân Thanh, Hồ Thị Kim Thoa, Bùi Quang Huy, Vũ Đình Duy, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và rất nhiều người khác đều đã trốn thoát. Nguyên nhân là Tô Lâm không bảo mật được thông tin điều tra. Trong những người đã trốn thoát kể trên, chỉ duy nhất một mình Trịnh Xuân Thanh là bị bắt cóc trở lại. Còn những người kia giờ này như đang thách thức ông Tô Lâm. Một người còn non cơ khác như Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng IC mới bị bắt, còn lại những người già rơ như Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì làm sao ông Tô Lâm bắt cho được. Mới đây, Bộ Công an lại phải cho phát lệnh truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Lại một lần nữa, ông Tô Lâm để cho chim trên tay tung cánh bay mất, rồi sau đó lại vất vả truy tìm. Những người này có nhiều tiền, có nhiều quan hệ và họ biết nếu lọt vào tay Tô Lâm thì nguy hiểm đến mức như thế nào. Bài học để chim sổ lồng, Tô Lâm học mãi vẫn chưa thuộc. Quan hệ giữa chính quyền và các nhà quản lý doanh nghiệp là một quan hệ lợi ích. Không một nhà quản lý nào không bung tiền ra để mà nuôi những thành phần trong chính quyền, đặc biệt là những vị cấp cao, để mà đổi lại sự giúp đỡ của họ. Việc các đối tượng trong các vụ án lớn nhận được tin sớm và cao chạy xa bay, nó thể hiện sự thối nát của chế độ này. Thực ra, để có được những thông tin mật thì những người bị điều tra thường phải mất tiền để mà mua nó. Có lẽ ông Tô Lâm nên chỉ điều tra ngay trong cơ quan điều tra của ông để mà làm rõ, bởi những người trong cuộc làm công tác điều tra mà không nói ra thì chẳng ai mà biết được. Việc để quá nhiều chim trong tay dễ dàng bay mất rồi vất vả tìm cách bắt lại là cách làm của người thiếu trí tuệ. Không biết vì sao ông Tổng lại dùng Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tướng Tô Lâm thông minh, thả chim dễ dàng rồi vất vả truy bắt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin được cấp 10 vạn tỷ vì sao tướng Tô lại tham đất của dân. Hiện nay, Bộ Công an được Đảng cấp cho nguồn ngân sách rất dồi dào, lên đến gần 100.000 tỷ đồng. Để thấy được quy mô của nguồn ngân sách này thì chúng ta cần phải có phép tính so sánh. Ngân sách cấp cho Bộ Y tế chỉ có 7.467 tỷ đồng. Như vậy, ngân sách dành cho Bộ Công an gấp tới 13,4 lần Bộ Y tế. Nếu so sánh với Bộ Giáo dục thì càng thấy sự chênh lệch, ngân sách cho Bộ Giáo dục chỉ có 6.200 tỷ đồng. Nghĩa là ngân sách cho Bộ Công an cao gấp 16 lần Bộ Giáo dục. Bộ Công an dư đất xây nhà hát rất lãng phí. Trong khi ngành y tế thì thiếu thuốc chữa bệnh, bệnh viện công gặp tình trạng thiếu thuốc nghiêm trọng. Tình trạng này kéo dài từ năm ngoái đến nay không được cải thiện. Còn tình hình ngành giáo dục thì cũng vô cùng bi đát. Giáo viên bỏ nghề đi xuất khẩu lao động vì lương quá thấp. Ngay tại Hà Nội, người dân muốn cho con vào lớp 10, trường công thì phải thức khuya dậy sớm để chờ nộp đơn trường công thiếu nghiêm trọng và chưa chắc phụ huynh có thể đưa học sinh vào lớp được. Cả y tế và giáo dục đều là những ngành quan trọng đối với xã hội. Một ngành thì lo cho sức khỏe, thể chất của người dân cả nước, còn ngành kia thì lo cho phát triển về tri thức. Đảng Cộng sản thì luôn hô khẩu hiệu rằng vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Nhưng rồi họ lại dồn hết tiền cho công an mà bỏ bê chính sách trồng người. Y tế và giáo dục thiếu thốn đủ điều nhưng không được cải thiện, còn công an thì được cấp tiền nhiều đến mức thừa thãi. Nhưng dù Bộ Công an được cấp tiền thừa thãi như thế, nhưng ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lại cho cướp đất của dân quanh khu vực 44 Yết Kiêu, Hà Nội để mà mở rộng trụ sở cho hoành tráng. Tại sao tiền nhiều mà Bộ Công an vẫn tham đến như vậy? Đấy là câu hỏi mà nhiều người đã đặt ra và có lẽ cần phải phân tích nguyên nhân của nó. Dư đất dùng để xây nhà hát nhưng lại cướp đất của dân để mà mở rộng trụ sở cho to. Thực ra để có thể biến tiền nhà nước mà thực chất là tiền đóng thuế của người dân thành tiền tư túi thì không thể tự tiện cướp trắng được, mà phải nghĩ và vẽ ra dự án để có lý do mà chi tiền. Khi dự án được thực hiện thì phía chủ đầu tư, tức là Bộ Công an, mới có tiền lại quả cho đơn vị trúng thầu, và từ đó núi tiền công được khai dòng rồi rót vào túi riêng ổ ạt. Núi tiền 10 vạn tỷ là con số rất lớn, bất kỳ một quan chức nào cũng rất muốn gặm nhấm vào đó. Và đấy cũng là lý do khiến cho họ nghĩ ra hết dự án này đến dự án khác, mặc dù những dự án này đều không cần thiết. Người dân bị Bộ Công an cướp đất đang rất bức xúc và đặt câu hỏi, Bộ Công an xây dựng nhà hát tại số 40 phố Hàng Bài thật xa hoa và lãng phí. Trong khi đó, nhà hát Rạp Tháng 8, Rạp Hồng Hà, Rạp Đại Nam, Nhà hát Tuổi Trẻ, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đang không sử dụng hết công suất của nó. Tại sao không lấy vị trí xây nhà hát để mà mở rộng trụ sở mà nhất quyết phải lấy đất của dân để mà mở cơ quan? Nếu xét ở góc độ vì lợi ích của nhân dân thì những việc làm của Bộ Công an rất phi lý, bởi vì nó xây ra tình trạng dân oan, gây ra tình trạng lãng phí rất lớn. Tuy nhiên, nếu lấy lòng tham của quan chức để mà giải thích thì mọi vấn đề đều sáng tỏ. Nếu lấy đất nhà hát ở số 40 phố Hàng Bài để xây dựng trụ sở thì Bộ Công an chỉ làm được một dự án. Còn nếu dùng đất ở số 40 Hàng Bài xây nhà hát, đồng thời cướp đất của dân để mở rộng trụ sở ở 44 Yết Kiêu thì Bộ Công an có đến 2 dự án mà chi tiền rồi bỏ tiền túi riêng. 2 dự án so với một dự án thì rõ ràng quan chức ngành công an được ăn nhiều hơn, được lại quả nhiều hơn gấp đôi. Núi tiền 10 vạn tỷ đang là miếng mồi rất ngon, do đó từ cấp bộ trưởng trở xuống đến cấp dưới có trách nhiệm liên quan đều luôn tìm mọi cách hút nó về túi riêng của mình. Ông Tô Lâm đang biến dân quanh trụ sở 44XQ Hà Nội thành dân oàn. Ông Nguyễn Phú Trọng đang là Tổng Bí Thư và chính ông cũng là người Hà Nội. Tuy nhiên, dân Hà Nội đang kêu gào khản cổ mà dường như ông không nghe thấy. Chỉ cần một tiếng nói của ông thì dân không bị cướp. Tuy nhiên, tới thời điểm này, ông Trọng không nghe, hoặc có thể tệ hại hơn là ông không muốn nghe. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin được cấp 10 vạn tỷ, vì sao tướng Tô Lâm lại tham đất của dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de